Tất cả giơ tay lên. Đuổi theo. Ông không sao chứ? Lại có chuyện gì nữa đây? Tiêu Nhạc, Thẩm Nguyệt Hồng, nhiệm vụ được giao, giả làm đặc vụ phản bội của cục quân thống, xâm nhập vào bộ chỉ huy quân Nhật. Còn hai người họ là ai? Cũng giống như tôi, chỉ muốn bản thân được sống như con người, cho dù chỉ được một ngày. Nè, tôi có một suy nghĩ. Tôi sẽ cưới những minh tinh mà tôi thu thập được về để làm vợ lẽ, rồi kêu họ kiếm tiền, kiếm thật là nhiều tiền, để nuôi sống bé Khờ và chị Dương của cậu. Phải nuôi cho hai người họ thật mập mạp trắng trẻo. Tới chừng đó, đưa họ ra ngoài rất hãnh diện, đồ chết bầm, không nghiêm túc chút nào. Chúng tới rồi. Đứng nghiêm, bỏ súng xuống, nếu không tôi bắn bà ta. Mày bỏ súng xuống đi. Nói, cấp trên của hai người là ai? Số đạn dược đó đã được chuyển đi đâu? Tôi không biết thật mà. Tôi không nói dối. Hàng được chất lên thuyền thì không còn do tôi quản lý. Anh hãy nghe cho kỹ đây. Tốt nhất là hai người hãy thông minh lên một chút. Mọi chuyện đã bại lộ, anh không khai thì sớm muộn gì chúng tôi cũng điều tra ra. Đây chỉ là vấn đề về thời gian. Cần gì chứ? Làm vậy sẽ phải chịu giày vò hết lần này tới lần khác. Thật tình tôi không có gạt cậu. Mấy người đánh chết tôi đi cho rồi. Dịch tiên sinh, nếu còn tra tấn nữa, e rằng chúng chịu không nổi. Nếu chúng chết thì manh mối sẽ đứt. Dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng, vẫn cần thêm chút thời gian. Lão Dương!
Lão Dương, Lão Dương, tôi cho cô thời gian, nhưng mà tôi muốn cô nhìn cho kỹ hậu quả khi chống đối. Cô nhìn thấy rồi chứ? Nếu vài người muốn tiến hành kế hoạch gì đó, vậy thì cái mà họ nhìn thấy chính là sự biến đổi. Lão Dương, ông đúng là đồ chết bầm, còn định cưới mấy minh tinh đó về làm vợ lẽ nữa. Ông làm con ma mơ giấc mơ xuân thu gì chứ? Ông không biết xấu hổ, chết vào ngay lúc này. Ông chết rồi, nhưng tôi không thể chết theo ông. Ông không biết xấu hổ. 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 Những gì cô khai đều là những gì chúng tôi đã biết. Có ích gì chứ? Cô chơi tôi sao? Giỡn chơi à? Tôi cho cô hay, tôi có thể khiến cho cơ thể của cô không có chỗ nào nguyên vẹn khi cô chết đó. Chơi tôi à? Mau nói cho tôi biết đi, mau nói đi. Xin hãy để tôi nói chuyện riêng với cô ta. Tôi thấy cách nói chuyện nhẹ nhàng đôi khi hiệu quả hơn là tra tấn. Thiệt thòi cho chị rồi. Mau cho tôi tin tức. Ráng không nổi rồi. Ráng kiên trì thêm vài ngày. Tổ thành vũ đã tới. Ráng kiên trì thêm vài ngày là sẽ ổn. Cũng không biết lần này cấp trên sẽ gửi tin tức gì nữa. Tốt nhất là tin tức có thể giúp đỡ xoay chuyển tình hình. Nếu là như vậy thì sẽ tốt vô cùng. Tiêu rồi, đã bị người của Diệp tiên sinh cướp mất. Đừng căng thẳng, hắn không biết chúng ta nhận ra hắn. Đồ khốn kiếp, em đừng quậy nữa có được không? Anh đứng lại cho tôi. Không sao chứ, đứng lại. Mấy người đang làm trò gì vậy hả? Tôi không có ý đâu. Anh nói cho em nghe, anh chỉ giỡn chơi với người khác thôi mà. Anh thật lòng thật dạ với em. Anh vô nhà thổ thì đã sao chứ? Anh dẹp trò này đi.
Tôi đã nghe thấy những lời anh nói lúc nãy. Anh rất giỏi lừa gạt phụ nữ. Anh đã gạt rất nhiều phụ nữ nhưng mà anh không hề gạt em. Lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt. Em dám đánh anh hay sao? Tôi đánh anh thì đã sao chứ? Em đánh lại một lần nữa đi. Tôi đánh anh đó. Em có tin là anh đánh em hay không? Anh không dám. Tôi đánh cô nè. Rồi sao hả? Anh đánh tôi thật đó hả? Không không không. Anh đừng đừng đừng. Nè nè. Được rồi được rồi được rồi. Đừng quậy nữa, đừng quậy nữa. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Về nhà rồi nói. Có chuyện gì về nhà rồi nói ha. Anh dám đánh tôi sao? Dịch tiên sinh, tìm ra được một trạm tin tức, quả nhiên là có thu hoạch. Trạm tin tức này đã bỏ phế, chúc ai đó may mắn hơn. Chị Dương, lúc nãy tôi vừa nằm mơ, lão Dương vẫn đang loanh quanh ở Hoàng Tuyền. Ông ấy không biết nên đi đâu. Ông ấy muốn rủ tôi đi cùng với ông ấy, nhưng mà tôi không đành lòng xa bé khờ. Thật tình dây dưa cũng không được. Chị Dương, thật ra ý của cấp trên là muốn chị nói tin tức của chúng tôi là giả. Tôi thật tình không đoán ra ý đồ thật sự của họ, cũng không biết sau khi nói ra sẽ có kết quả như thế nào. Cho nên tôi đã giấu chị. Mọi người nghĩ kỹ cho bản thân của mình là được rồi. Tôi sao cũng được. Chết đối với tôi mà nói chính là sự giải thoát. Bên phía Tổ Thành Vũ tới giờ vẫn chưa có cửa thắng, nhưng mà chúng ta vẫn phải đi theo trình tự của kế hoạch. Tôi sao cũng được. Có thể cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Tạ ơn trời đất. Cấm miệng đi, không được nói chuyện.
bên cạnh có dầu nhiên liệu. Thường Hổ à, các cậu thua rồi. Ông nói sao? Sư đoàn 46 cần thêm 48 giờ nữa sẽ tiến binh vào thành. Vậy mà ông nói chúng tôi thua sao? Tôi đã từng nói với cậu tôi không hề quan tâm người Nhật thắng hay là thua. Tôi chỉ quan tâm cuộc chiến giữa tôi và các cậu. Chỉ cần tôi chứng minh được các cậu là nội gián thì tôi đã chiến thắng. Chuyện này đối với ông quan trọng lắm sao? Ngửi cương vị của tôi, ngoài chuyện chứng minh năng lực hay là ưu điểm của mình ra thì còn có thể làm gì đây chứ? Tôi cảm thấy ông là người rất là kỳ lạ. Cậu cảm thấy tôi kỳ lạ vì cậu chưa hiểu hết. Thường Hổ, nói thẳng ra, tôi và cậu đều là con cờ trong tay của người ta. Chỉ có một điều khác nhau là tôi là con cờ không nghe lời. Điều này ai cũng biết. Ai cũng biết gã Dịch Hòa Quy đó là hạng người chỉ thích làm theo ý của mình. Vậy là sau một thời gian sẽ không còn ai dám động tới tôi nữa. Cậu biết vì sao không? Vì không ai biết được ông còn sống được bao lâu nữa. Đứng lại! Đứng lại đó! Không được động đậy! Không được động đậy! Đi mau lên. Có người đang cố tình gây loạn. Mà để bảo vệ phòng thông tin, đề phòng của kẻ tập kích. Rõ. Bây giờ tôi có thể nói cho ông. Ông đoán đúng rồi đó. Nội ứng chiến sự chính là người của chúng tôi. Đánh rất đẹp, xin chúc mừng. Các đồng chí ở ngoài đó người nào cũng rất dũng cảm, cho nên mới nói người thất bại là ông. Bọn họ vẫn là người ưu tú nhất. Sau đây cậu muốn ra ngoài tham gia sao? Vậy thì phải coi ông có bắn chết được tôi không. Ông coi thường tôi quá rồi. Tôi đã sớm lấy đạn ra hết.
Đi, lên xe nhanh lên. Tôi cho nổ banh cầu thang phía sau rồi. Quả lực của địch quá mạnh. Còn hai cái cuối cùng, liều mạng với chúng. Liều thôi. Mau lên xe đi, bọn họ tới rồi. Đi, đi. Đi mau. Ngồi vững vào. Thưa bà con, nghe thấy tiếng đại pháo thì tiểu quỷ tới gần chúng ta lắm rồi. Nên mọi người phải cùng chúng tôi rời khỏi nơi này, đi từ phía sau núi tới nơi an toàn, sẽ tạm thời ở lại đó. Chờ tiểu quỷ càng quét xong rồi, chúng tôi sẽ đưa mọi người trở về đây. Đội trưởng Giang à, phải tới khi nào mới gọi là an toàn đây chứ? Phải đó. Tới khi đó tổ chức đảng sẽ triển khai công tác ở các địa phương, tiến hành dàn xếp bí mật. Bây giờ đảng cách mạng bắt đầu dàn xếp với tiểu quỷ rồi sao? Không phải dàn xếp với tiểu quỷ, là kiếm người đi tiến hành dàn xếp với các khu vực pháp lý. Xin mọi người yên tâm, uy tín của đảng cách mạng dư sức trấn áp những kẻ tham sống sợ chết, không dám làm bậy. Cô dám bảo đảm an toàn cho chúng tôi không? Đúng rồi, lỡ như trên đường đi xảy ra vấn đề gì đó thì phải làm sao đây? Ai dám bảo đảm chứ? Chu Thiết Tứ. Thái độ của anh vậy là sao hả? Tao đập cho mày biết tay, đập cho mày một trận nè. Cho mày chết, tao cho mày chết. Đừng có làm loạn nữa. Tôi biết mọi người đang lo lắng điều gì. Mọi người lo sợ bọn chó săn Hán Giang sẽ chặn lại ở trên đường, nên mọi người không yên tâm lên đường, có phải vậy hay không? Nhưng tôi nói cho mọi người biết, các người hở một chút là cầm dao cầm gậy, làm vậy là thiếu lý trí. Có hành vi phá hoại, lông cửu làm ác. Nhưng những người khác trong Long gia, các người cũng từng nói, không có nhiều hành vi xấu, cho nên phải được đối xử khác, không được xử lý giống như lông cửu. Thôi được rồi, lẽ ra tôi định để cho tổ chức quyết định nên xử lý lông cửu ra sao. Nhưng bây giờ bọn chó săn Hán Giang khiến cho mọi người hoảng sợ lo lắng như vậy, vậy thì xử bắn ngay luôn đi. Thưa bà con, có nỗi khiếp sợ này thì phần tử địa chủ như Long gia chắc là sẽ biết ngoan ngoãn làm người đàng hoàng, tìm một nơi vắng vẻ xử bắn Long cửu, xác đưa lên xe đem đi khỏi đây. Trời ơi, quan cho tôi quá đi. Chị ơi, chị à, chị à, có một đội quân Đảng Quốc Dân vừa vào thị trấn. Đảng Quốc Dân sao? Phải, Đảng Quốc Dân. Kìa, Nghiêm,
Theo tôi đoán, chắc mọi người đang định trốn đi sự càn quét của quân Nhật. Cô làm gì ở đây? Chúng tôi là đội võ thuật núi Loan, đang chuẩn bị dẫn mọi người rút khỏi đây. Không cần đâu. Sáng nay quân ta đã đột phá tuyến phòng thủ, tiến hành tấn công toàn diện. Quân Nhật đi càn quét các khu cũng bị rút về hết rồi. Giờ tuyến phòng thủ đã gồm trấn Bá Hạ. Đây chúng là một kẽ hở của tuyến phòng thủ bên ta. Nhưng giờ đây, chỉ cần đừng xảy ra chuyện bất ngờ, thì nơi này mãi mãi sẽ không còn là khu vực chiếm đóng của quân Nhật nữa. Hay quá. Nè, tiếng pháo kích lúc nãy là của các anh hay sao? Ở đây ai là nhân viên công vụ? Tôi đây. Tôi là Long Cửu, phụ trách cảnh vụ. Trấn trưởng có việc ra ngoài rồi. Sở dĩ tôi đến đây trước tiên là vì cấp trên đã ra lệnh lập tức cho các công sở ở trấn Bá Hạ phục hồi lại như cũ. Cho nên các nhân viên công vụ trong trấn chỉ có thay đổi là thuộc chính quyền quốc dân, chứ chức vụ vẫn giữ nguyên. Rõ. Nè, tên chó săn Hán Giang này người dân rất căm ghét. Tôi cũng rất bất mãn điều này, nhưng đây là lệnh của cấp trên, phải tuyệt đối chấp hành. Đảng quốc dân đều là cá mè một lứa thôi. Nói chuyện cẩn thận đi. Anh biết anh ta sao? Hy vọng các anh quý trọng thành quả chiến thắng. Giang Hồng Anh, tạm biệt. Đi. Mẹ ơi, mau thu dọn đồ đạc trốn đi. Một đám người đang kéo tới nhà chúng ta kìa, còn lớn tiếng nói là phải trừng trị Hán Giang. Mau thu dọn đồ đạc đi, lấy những thứ có giá trị thôi, đi mau. Còn nỗi gấp quá, có chuẩn bị được gì đâu chứ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhớ lại coi có quên gì hay không, đừng bỏ sót món nào giá trị đó. Còn hũ thuốc khích của mẹ nữa, còn lấy làm gì nữa. Mau lên xe đi, nhanh lên đi. Hũ thuốc khích của mẹ có giá trị lắm đó. Mẹ ơi, mạng sống quan trọng hơn mà, đi thôi. Cái thằng này thiệt tình à. Được rồi mẹ, đi thôi. Trừng trị Hán Giang, trừng trị Hán Giang, trừ hại cho dân, trừ hại cho dân. Các anh là hội duy trì mà. Anh nói cái gì? Bạch gia là đại phú hào, trong nhà toàn là đồ quý giá thôi. Hả? Trừng trị Hán Giang, trừng trị Hán Giang, trừ hại cho dân, trừ hại cho dân.